Một, con trai của chị cũng chỉ là một người bình thường, không hề xuất sắc như những gì chị vẫn nghĩ. Nó cưới được con dâu của chị, chứ không phải con gái nhà người ta trèo cao đòi bước vào nhà chị, cho nên phải biết trân trọng con dâu. Hai, con trai chị lười như thế nào, những người làm mẹ như chúng ta đều hiểu rõ, chị đừng nói vì con trai bận nên việc nhà con dâu phải gánh hết. Nó đang bận chém gió trên mạng, bận chơi game thì có, cái này chắc chắn chị biết rõ nhất. 3. Đừng bắt con dâu phải chăm chồng nó giống như chị chăm con trai chị vậy. Nó là con trai chị, là chồng của con dâu chỉ có thể coi con trai chị là chồng nó, chứ không thể coi con trai chị là con trai nó giống chị được. 4. Đừng bao giờ nói xấu con dâu trước mặt con trai chị làm như vậy, chỉ khiến chúng nó cãi nhau thường xuyên hơn mà thôi. Cãi nhau nhiều đến mức không chịu nổi nữa sẽ ly hôn, mà nếu chúng nó ly hôn thật thì tội của chị nặng lắm đấy. 5. Khi con dâu đẻ, lúc ở cữ, lúc chăm con, chị có thể không giúp nó, cũng có thể nói là chị không có cái nhiệm vụ đó. Nhưng, xin chị hãy nhớ cho, khi chị cần người chăm sóc, chị đừng nhớ tới con dâu chị, nó cũng chả có cái nghĩa vụ ấy đâu. 6. Đừng bao giờ nghĩ con dâu chị để con trai chị làm ít việc nhà là oan ức cho con trai chị. Nhà là nhà của hai đứa, nó cũng phải có nghĩa vụ san sẻ việc nhà chứ. 7. Thường xuyên khen con dâu nhà người khác tốt ư. Có tốt đến mấy cũng là con dâu nhà người ta, chị có muốn cũng chẳng được. Muốn có một nàng dâu tốt, đầu tiên hãy làm một bà mẹ chồng tốt đi đã. 8. Chị đừng cho rằng chị đối tốt với con trai chị là con dâu chị đang nợ chị. Chị có đòi nợ, cũng phải tìm đúng chủ nợ chứ. Nếu như chị hy vọng con dâu hiếu thuận với chị, quan tâm chị, thì cũng xin chị hãy đối xử tốt với con dâu chị, hãy biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Không phải cứ là yêu cầu của chị thì người khác nhất định phải thỏa mãn cho chị đâu. 9. Đừng nên nhớ nhà con dâu có bao nhiêu tiền, bao nhiêu phòng, có nhiều cũng chẳng liên quan gì đến chị cả, có thế nào cũng chẳng đến lượt chị. 10. Con dâu về thăm bố mẹ đẻ, có mua chút quà cho bố mẹ mình thì cũng là điều bình thường, chị cũng đừng ghen ghét, vì họ còn cho con dâu chị nhiều hơn thế. Con gái đã gả đi thì sẽ trở thành khách trong nhà đẻ, sẽ trở thành người ngoài trong nhà chồng, sẽ mất đi tất cả, nói cho cùng thì cũng chỉ có được một người cùng đứng tên trên giấy tờ với bạn mà thôi. Nếu anh ta không yêu bạn, không thương bạn, không thể bảo vệ bạn, vậy thì bạn sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hơn nữa anh ta còn thường nói bạn phải tốt với mẹ anh ta một chút, vì mẹ anh ta rất vất vả mới nuôi được anh ta thành người. Nhưng sẽ chẳng có ai nói, mẹ, xin hãy tốt với vợ con một chút, cô ấy phải rời xa bố mẹ đẻ, một thân một mình đến ở nhà chúng ta, rất khó khăn vất vả, chúng ta phải đối với cô ấy tốt một chút đâu. 1. Con trai của chị cũng chỉ là một người bình thường, không hề xuất sắc như những gì chị vẫn nghĩ. Nó cưới được con dâu của chị, chứ không phải con gái nhà người ta trèo cao đòi bước vào nhà chị, cho nên phải biết trân trọng con dâu. 2. Con trai chị lười như thế nào, những người làm mẹ như chúng ta đều hiểu rõ, chị đừng nói vì con trai bận nên việc nhà con dâu phải gánh hết. Nó đang bận chém gió trên mạng, bận chơi game thì có, cái này chắc chắn chị biết rõ nhất. 3. Đừng bắt con dâu phải chăm chồng nó giống như chị chăm con trai chị vậy. Nó là con trai chị, là chồng của con dâu chỉ có thể coi con trai chị là chồng nó, chứ không thể coi con trai chị là con trai nó giống chị được. 4. Đừng bao giờ nói xấu con dâu trước mặt con trai chị làm như vậy, chỉ khiến chúng nó cãi nhau thường xuyên hơn mà thôi. Cãi nhau nhiều đến mức không chịu nổi nữa sẽ ly hôn, mà nếu chúng nó ly hôn thật thì tội của chị nặng lắm đấy. 5. Khi con dâu đẻ, lúc ở cữ, lúc chăm con, chị có thể không giúp nó, cũng có thể nói là chị không có cái nhiệm vụ đó. Nhưng, xin chị hãy nhớ cho, khi chị cần người chăm sóc, chị đừng nhớ tới con dâu chị, nó cũng chả có cái nghĩa vụ ấy đâu. 6. Đừng bao giờ nghĩ con dâu chị để con trai chị làm ít việc nhà là oan ức cho con trai chị. Nhà là nhà của hai đứa, nó cũng phải có nghĩa vụ san sẻ việc nhà chứ. 7. Thường xuyên khen con dâu nhà người khác tốt ư, có tốt đến mấy cũng là con dâu nhà người ta, chị có muốn cũng chẳng được. Muốn có một nàng dâu tốt, đầu tiên hãy làm một bà mẹ chồng tốt đi đã. 8.
chị đừng cho rằng chị đối tốt với con trai chị là con dâu chị đang nợ chị. Chị có đòi nợ, cũng phải tìm đúng chủ nợ chứ. Nếu như chị hy vọng con dâu hiếu thuận với chị, quan tâm chị, thì cũng xin chị hãy đối xử tốt với con dâu chị, hãy biết đặt mình trong hoàn cảnh của người khác. Không phải cứ là yêu cầu của chị thì người khác nhất định phải thỏa mãn cho chị đâu. 9. Đừng nên nhớ nhà con dâu có bao nhiêu tiền, bao nhiêu phòng, có nhiều cũng chẳng liên quan gì đến chị cả, có thế nào cũng chẳng đến lượt chị. 10. Con dâu về thăm bố mẹ đẻ, có mua chút quà cho bố mẹ mình thì cũng là điều bình thường, chị cũng đừng ghen ghét, vì họ còn cho con dâu chị nhiều hơn thế. Con gái đã gả đi thì sẽ trở thành khách trong nhà đẻ, sẽ trở thành người ngoài trong nhà chồng, sẽ mất đi tất cả, nói cho cùng thì cũng chỉ có được một người cùng đứng tên trên giấy tờ với bạn mà thôi. Nếu anh ta không yêu bạn, không thương bạn, không thể bảo vệ bạn, vậy thì bạn sẽ trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Hơn nữa anh ta còn thường nói bạn phải tốt với mẹ anh ta một chút, vì mẹ anh ta rất vất vả mới nuôi được anh ta thành người. Nhưng sẽ chẳng có ai nói, mẹ, xin hãy tốt với vợ con một chút, cô ấy phải rời xa bố mẹ đẻ, một thân một mình để...